Ô 43 vào đây nha cụ nhá. Hỏi anh bên kia em có không? Anh 46 kìa. Ở anh 46 kìa có không? Sao bỏ đen nhá. À 43 bỏ đen. Ai hôm ra đây hôm nào cũng gần chút chót. Chút chót ăn à? À không bị mòm đúng không? Hôm trước còn gì, tối hôm trước còn gì. Ừ. Đấy, anh lắp vào. Anh cứ lắp vào đi, đồ của ông anh em mà. Cứ lắp vào cho em mượn cái vợt. Ô 43 bỏ đen nhá. Đang định đi sang bên bờ bên kia quay ông bên kia lên cá kìa. Đang định phóng xe đi. Đây, phóng xe đi thì thấy giật con vít cần luôn. Lại phải dừng lại, thế ông bên kia lên cá rồi, không biết con gì. Ông này đi chuẩn là đen rồi. Ông này chuẩn đen là nhìn mặt rồi. Chưa. Cứ tự dòng đi. Một. Ngồi ngồi chảy bữa ra giờ nó mới ăn. Nó ăn thì ăn nhanh lắm. Trong vòng tiếng ăn liên tục luôn. Có 43 vào đen nhé. Vẫn là cái bờ này. Ôi. Không rút hết à? Thế cầm lấy cho em để xem. Biết đã được. Những vợt hôm trước đấy vớt thằng kia nó bẻ gãy luôn. Vô khỉ. Cẩn thận nó lăn. Con vợ. Cái này dễ xoay lắm. Anh Bình vừa ra thì gãy ngọn. Vừa ra thế đấy phải không cần. Anh quay. Kéo lên nữa. Sợ thật. Xách nó lên. Không được ý anh ạ. Lặn ra. Cái chuột nó đùa thế cho nó nhọc. Vâng. Con chuột.
Rồi, ngủ tổ đấy. Tổ kinh nhỉ. Ôi dồi ôi. Kinh nhỉ. Không hết cả thì rồi. May quá cái chả. Tổ mất. Tổ vui. Gặp con điếu này mà còn vật vã cho nó nhỉ. Đây nhỉ. Còn con này tổ đấy. Thôi, cảm ơn anh em. Ô ừ, ba bó đen, ô đi mẹ vượt con thủng sao? À không phải. Không phải được. Ô ừ, ba bó đen nhá. Không phải chục cân thôi. Ô 43. Bó đen đầu 10 nhá. Một mồm một vây bảo sao? Mọc võng. Bảo sao khỏe thế?